Hello, xin chào anh em Ôi, như này thì hơi quá nhỉ Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video gọi là chia sẻ cho anh em Mẹo, chúng ta gọi là chiến những cái bàn gọi là TX Expo Anh nhớ Đấy thì anh em đầu tự tí mình sẽ gọi là Căn chỉnh cho anh em này Ui giời Đó thì ngày mai mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái gọi là cụ thể về cách bắt là tay bo cũng như là cái đường đi nước bước của những cái dạng cầu các bạn nhớ thực ra ấy, thì tay bo ấy, người ta hiểu rằng là gì nó cũng chỉ là một cái bản nâng cấp được chưa được nó chỉ là một cái bản gọi là nâng cấp hơn so với cả bản tay bình thường thôi vì có đánh vị thôi đó đây là tay bo này đầu tiên thì các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái cầu là cầu 321 đúng không trước mắt nhá có cầu 321 thì mình xin phép anh em là mình thử đi T này được chưa T này mình sẽ đánh mỗi ô 2 lít thì cho mình đánh cầu 321 mà các bạn mình đánh cầu 321 thì trước mắt là mình sẽ đánh ngựa là mỗi cửa 2 lít trước đã anh em nhé để xem thử xem nào rồi cầu của mình không theo cầu 321 đúng không anh em đấy để đâu phải cứ lúc nào cầu 321 với anh em Ủa Ủa thế là mình bị lag anh em nếu mình thế nó dừng ở con 9 mà Ôi hình như là mình bị lag mình ấn chậm một phiên rồi Trời ơi các bạn ơi, thực ra là mình bị lag anh em ạ, cầu thì đúng cầu 321 thật. Nhưng mà như cái lúc mà mình chỉnh ấy thì nó lại bị nó bị lag nó chưa ra cái phim này các bạn ạ, nó chưa hiện cái fit này. Lẽ ra mình phải S5 thì nó mình mới hiện đủ các bạn ạ. Ui dồi đây cũng là một cái sai sót các bạn nhá. Đây cũng là một cái sai sót mà để cho anh em lần sau chúng ta gọi là chừa nhá. Trời ơi, không để ý luôn anh em ạ. Không để ý luôn, không để ý luôn, con này hút tài đúng rồi này. Mê mọi người nhớ giúp mình là uh, khi mà chúng ta chơi thì nhớ là gì nhớ là s năm lại tránh bị ẩn phiên các bạn nhớ nhớ s năm lại thì tránh bị ẩn phiên nếu các bạn nhớ nhưng mình là đúng cầu một, một rồi mà mình bị bỏ lỡ đúng cái tay này các bạn ạ nhớ thật với anh em khi mà mình thấy một con 12 rồi chả bao giờ mình đi đánh T tiếp anh em ạ Ý, lỡ thật các bạn ơi buồn thế tự nhiên là bị lỡ thì nhiên là bị lỡ các bạn ạ buồn gọi nào Ờ oh, được rồi, cầu 11 nói chung là 3 2, 1 về 11 thì cũng chỉ chạy được tầm khoảng một ngày này đây thôi. Đây nhá, mình sẽ bỏ tiếng này đi, mình sẽ đánh một con bão thôi. Ở đây ấy thì mọi người nhớ giúp mình ấy, cái ăn tiền nhất lại đó với ăn tiền con bão anh em ạ. Con bão mà ra là anh em mình ăn tiền rất là lớn. Qua thời gian mình vừa rồi nó chỉ dạy chạy được cầm tỡ khoảng 11 đấy thôi, nó gãy ngay ấy mà. Mình sẽ đi lại một cái cầu cầu 1 2 3 các bạn nhá đối đấy <laughs> anh em thấy không nó cũng gọi là dễ bắt như kiểu anh em mình bắn đánh bàn tế bình thường thôi mà chẳng qua là các bạn cần quan tâm thêm những cái con những con bão có thứ đúng không chẳng qua cái anh em mình cần quan tâm là gì những cái vị bão thôi còn nói thật với anh em chứ mình đánh giá là nó gọi là vẫn là những cho những cái bộ gọi là dễ chơi vẫn là nằm trong những cái bộ gọi là khá là dễ chơi luôn ạ <laughs> rồi má Trời ơi, mình đánh 5678 nữa nó về con 9 đấy anh em ạ, cái điểm vị này Trời ơi, trời Đánh 5678 về con 9 Và ở đây nhá, tiếp tục thì mình sẽ đánh một cái dạng cầu là... là gì? Đấy Đi kìa, 3 xỉu đúng không anh em? Chắc là mình gần như mình sẽ đánh lại luôn ạ 123 này Mình sẽ đánh lại vị 5678 thôi Chứ mình cũng không tin thì chẳng nhẽ cứ ra con 9, con 10 mãi đúng không các bạn? thêm ở đây là 3 lít 50 vào đôi 2 Ok các bạn nhớ Đôi 2 là nhân 12 lần đúng không Đến 50 là được 6 lít rồi Mình bắt cầu 1, 2, 3 thì mình sẽ phải bắt như vậy luôn ạ Vẫn là con 9 Trời ơi là trời Ây da từ ngày mình lại được một củ rưỡi Cái tiền ở trên anh em ạ Nhưng mà mình lại lỗ mất ở dưới Ê Các bạn biết vì sao mình không đánh con 9 đâu anh em Bởi vì nó có 9 nhân ít quá anh em ạ Con 9 nó nhân ít quá nên mình không muốn đánh Trời ơi Con chín nó nhân ít quá Con chín nó nhân ít quá Mình không muốn đánh con chín anh em ạ Thì tôi đánh con chín như vậy Mình ghét những cái con nào mà nhân hệ số ít anh em ạ Mình đánh là một khi mình đánh nhá Là mình sẽ đánh là gì Là mình sẽ phải đánh những cái số Ví dụ như nhân, nhân 33 lần này Nhân gọi là 6, gọi là 20 lần này Đúng không Mình là mình hay đánh những cái gọi là, là ô như vậy Cho mình ít khi mà đánh những ô gọi là nhân Nhân có 8 hay nhân có 7 lần lắm anh em ạ Ít Tại vì nó ít quá vẫn về con chín các bạn ơi hồi mày qua phần này mình vẫn theo con chín anh em ạ ok đúng câu gọi là chẳng ngược lại là một hai ba ba hai một chẳng ngược lại một hai ba anh em thấy đối nhau chưa thì chưa hai cầu đối hai cầu đối là gì ba hai một trả một hai ba đối nhau chưa các bạn đây nhá cầu ba hai một chẳng ngược lại cầu một hai ba cực kỳ gọi là đối nhau cực kỳ gọi là đối nhau luôn nha các bạn đó kinh nghiệm chơi rồi như vậy kinh nghiệm chơi rồi như vậy các bạn ạ được chưa chúng ta phải gọi là cố gắng làm sao mà hiểu được cái cầu đây là một cái chỗ là hai đây vừa trước mình không theo con chín anh em ạ mình theo ở những từ sau cơ vì là mình không nghĩ là con chín nó có thể gọi là ra liền được ở đây các bạn ạ thực sự là không nghĩ ra thật thực sự là không nghĩ ra thật anh em ạ không nghĩ là nó có thể ra được con chín ở đây thật đúng là một hai ba ba một nhá và nếu như con này mình đánh đúng cầu ấy mình đánh đúng tê thiết bị mình ăn được con nhân 20 lần luôn rồi 200 k là ăn được bốn củ rồi anh em ít thì đâu đúng không chắc là mình sẽ đánh lại cái cầu ba hai ba một hai nhá ở đây này mình sẽ đánh hai con x đi má giải nghệ ra con chín nữa anh em ê thực sự là liệu có ra con chín nữa không các bạn thực sự là tôi cũng đang gọi là, là khá là rén đấy bởi vì nãy giờ ra chín nhiều quá rồi các bạn ạ không đánh chín đâu không đánh chín đâu không đánh chín đâu các bạn ơi con này mình tin là sẽ về con tám thôi các bạn ạ chẳng nhẽ gọi là bốn phiên của anh em mình đều về gọi là bốn con chín chắc vô lý. đây nhá để thử để thử các bạn nhá nó trả được cái cổ đố đẹp nhỉ Anh em mình hút được cái dây đẹp phết đấy chứ Ôi lại con chín thật anh em ơi Trời ơi Mình đánh mình bắt thì mình bắt đúng cầu rồi Nhưng không nghĩ ra được bốn con chín luôn anh em ạ Đấy đây là cái, đây, là, đây là cái báo hiệu của cái bàn là gì Bàn xích bo cầu thì đẹp Nhưng mà số của anh em mình ra thì không được cao hơn ạ Đúng không Bàn thì đẹp Đúng không Cầu thì rất là đẹp nhá Cầu rất là đẹp Cầu rất là đẹp Nhưng điểm phiên Khá xấu, điểm phiên khá xấu anh em ạ Được chưa Điểm viên thì khá là xấu luôn, cầu rất đẹp rồi Anh em bắt những cái đoạn cầu đối nhau Ok rất là đẹp, ok rồi, nhưng mà Ra con 9 nhiều quá anh em ạ Ra con 9 nhiều quá Hơi buồn ở một chỗ như vậy không ạ Cầu thì đẹp rồi, đấy lại con 9 anh em ạ May là mình đánh 3 lít con 9 anh em ạ May là mình đánh 3 lít con 9 anh em ạ 5 viên lít của mình 5 viên ra 9 anh em ạ ra cái phiên, ra cái điểm phiên khá xấu vì nhân ít quá anh em ạ nếu mà trong năm con xỉu này của anh em mình ấy mà ví dụ như ra là một con bốn hay là một con năm ấy thì loại ok là đúng không nhưng mà không ra được những cái con mà nhân nhân hệ số to như vậy thì thành ra là hơi tiếc anh em ạ rồi nhưng mà xin với anh em chắc mình đánh nốt tên này thôi là mình sẽ gọi là dừng chốt lời ở đây nhé mọi người nha rồi phát này mình đánh t ra đúng cầu là cầu hai một ba thì mình bắt chẳng gọi là ba một hai các bạn ạ đây là cái là cầu đối ở trong cái bàn sick ball luôn anh em ạ được chưa? Một cái dạng cầu đối ở trong bảng six ball đang được thể hiện ở đây luôn anh em ạ. Trà được có 13 thì quá đẹp. Ui rồi ôi gãy cầu rồi. Ok, mình đánh kép 5 nó về kép 4 anh em ạ. tôi cảm ơn anh em đã gọi là quan tâm như theo dõi video của mình. Cách mà mình đã vào chiến thắng được con Tây six ball. nhưng mà các bạn nhớ một điều là đấy các bạn thấy không? không phải lúc nào mà cầu của anh em mình ra nhiều thì nó sẽ ra được số đẹp đâu anh em ạ. Đôi khi thì vẫn phải lót những cái số gọi là tầm trung để anh em chúng ta sẽ duy trì được cái lượng vốn ổn. Các bạn nhớ